Giá heo hơi hôm nay ngày 27 tháng 3, xu hướng tăng sẽ quay trở lại trong tuần tới. Giá heo hơi hôm nay, ngày 27 tháng 3 điều chỉnh 1.000 đến 4.000 đồng mỗi kg tại các địa phương ở hai miền Bắc. Năm, ngành chăn nuôi heo lại đang đứng trước khó khăn kép khi giá heo hơi liên tục giảm còn giá cám lại tăng chóng mặt, nhiều hộ chăn nuôi buộc phải treo chuồng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc thấp nhất là 52.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay tăng cao nhất 4.000 đồng mỗi kg trong tuần qua. Theo đó, sau khi tăng 4.000 đồng mỗi kg, tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh giao dịch lên mức 56.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại Thái Nguyên, Hà Nội và Tuyên Quang đang thu mua heo hơi trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng mỗi kg. Tương tự, hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg lần lượt tăng lên mức 53.000 đồng mỗi kg và 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận trong khoảng 52.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 53.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 53.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 57.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 53.000 đồng mỗi kg. Phú Thọ là 54.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 54.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 55.000 đồng mỗi kg. Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tống Xuân Trinh cho biết, đại dịch COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất hoạt động xuất nhập khẩu, cung ứng nông sản. Ngành chăn nuôi nói chung và ngành chăn nuôi heo nói riêng cũng gánh chịu nhiều thiệt hại do giá sản phẩm lên xuống thất thường, chi phí sản xuất, vận chuyển, cung ứng thực phẩm tăng cao, lợi nhuận người chăn nuôi giảm mạnh. Theo kinh tế đô thị, sau đợt càn quét của dịch tả heo châu Phi, ngành chăn nuôi heo đã bắt đầu phục hồi, hiện tổng đàn heo của cả nước đạt 28,1 triệu con vào năm 2021, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 4,18 triệu tấn. Tuy nhiên, người chăn nuôi chưa hết khó khăn bởi giá heo hơi luôn trong tình trạng bấp bênh và đang có xu hướng giảm dần. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay ổn định. Trong đó, mức giá cao nhất trong khu vực là 54.000 đồng mỗi kg, được chứng kiến tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Thường lái tại Nghệ An, Bình Định, Lâm Đồng và Đa Lã đang cùng giao dịch ổn định với giá là 53.000 đồng mỗi kg. Hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tiếp tục neo tại mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng mỗi kg. Tương lái khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 54.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 53.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 52.000 đồng mỗi kg. Quảng trị là 52.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 53.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 54.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 53.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 54.000 đồng mỗi kg giá heo hơi hôm nay tại miền Nam quanh mốc trung bình là 53.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi khu vực phía Nam điều chỉnh 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, thương lái Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre và Sóc Trăng hiện đang giao dịch với giá 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg, tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg. Trái lại, hai tỉnh Vĩnh Long và Cà Mau lần lượt giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg hiện đang thu mua chung mốc là 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang giao động trong khoảng 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 53.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 53.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 53.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 52.000 đồng mỗi kg. Long An là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 53.000 đồng mỗi kg, An Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 53.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 53.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 53.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 53.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng giải rác 2.000 đến 4.000 đồng mỗi kg ở các tỉnh thành phía Bắc. Hiện tại, giá khảo sát ở các địa phương giao động trong khoảng 52.000 đến 57.000 đồng mỗi kg.